Cách diễn tả sự nghi ngờ trong tiếng Pháp. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một số cấu trúc vô nhân xưng theo sau bằng mệnh đề ở thức subjunctive có thể diễn tả sự nghi ngờ bằng tiếng Pháp. Il est theo sau bằng các tính từ possible, peu probable, improbable và que. Il est peu probable qu'il vienne ce soir. Không chắc tối nay anh ấy sẽ đến. Il se peut que. Il se pourrait que. Il se peut qu'il vienne nous voir dimanche. Có thể anh ấy sẽ đến gặp chúng ta vào chủ nhật. Il n'est pas certain que. Il n'est pas certain qu'on puisse partir demain. Không chắc rằng chúng ta có thể rời đi vào ngày mai. Il semble que. Il semble que l'enfant soit en train de manger un gâteau. Có vẻ như đứa trẻ đang ăn một cái bánh. Cách thứ hai, chúng ta có thể thêm vào trong câu một số trạng từ sau đây để thể hiện sự nghi ngờ của mình về một điều gì đó. Như apparemment, apparemment, éventuellement, peut-être, probablement, vraisemblablement, sans doute, vân vân. Sans doute, l'homme avait-il pris la fuite? Có thể người đàn ông đã bỏ trốn. Một số động từ và cụm từ khác diễn tả sự nghi ngờ. Être perplexe devant quelque chose. Je suis perplexe devant cette histoire. Être sceptique quant à quelque chose. Je suis sceptique quant au résultat. Tôi hoài nghi về kết quả này. Se demander si cộng với một mệnh đề ở thức indicatif. And se demande s'il a terminé son travail.